Chào mừng em đến với nhà của bạn anh. Sao anh ở đây à? Ồ, bạn anh sống đâu chả được. Thoải mái đi. Trông đẹp quá. Đẹp đúng không? Hôm nay là một ngày mới và một hành trình mới lại chuẩn bị bắt đầu cả nhà. Hôm nay em đi săn lan kiều, bởi vì những ngày vừa qua, những ngày mưa gió Tây Nguyên thì không có đi đâu được, và em cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn, cuộc gọi từ các anh chị yêu hoa lan đến từ kênh mình, sưu tầm những cái cây kiều tự tay các anh em tự rừng đi lấy. Thì hôm nay em đang chuẩn bị một cái hành trình mới, ngồi đây đợi anh em. Mấy anh em đang đi sau, đợi các anh em từ buôn làng ra, xong bắt đầu sẽ xuất phát đi thêm mấy chục cây số nữa mới đến những cánh rừng già, nơi mà có cái dòng kiều sinh sống cũng như là các loài phong lan khác sinh sống. Thì hy vọng cái hành trình ngày hôm nay thì nó sẽ may mắn và suôn sẻ. Cả nhà cùng theo chân em và các anh em cùng theo dõi hành trình ngày hôm nay nhé cả nhà mình nhé. Đây anh em đến rồi, đi thôi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Anh em đã vào tới rừng rồi. Trong rừng nhiều cây nhỉ. Bây giờ là chuẩn bị sẽ đi vào trong kia nữa, đi sâu hơn để xem là hôm nay sẽ gặp những cái loại lan gì cả nhà. Đây toàn những anh em trèo cây rất là giỏi. Em bảo em qua trèo được 2 phân hả? Em phải trèo được hơn chứ. Đây có thủ lêu coi nhá. Đó 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 đó. Trời quá. Lên nào. Lên. Chịu rồi. Được rồi. Em là em chịu đấy. Cả nhà thấy em trèo nãy trèo đâu được đâu. Bây giờ trèo cái này phải cần mang theo đinh này. Thì em Lâm này đang phải đóng đinh nhá. Đinh để mà trèo lên chứ trời Tây Nguyên mùa mưa trơn lắm. Trèo không không trèo nổi đâu, không ai trèo nổi đâu cả nhà. Đấy có đinh, trèo quá nhanh nhẹn luôn. Nhưng mà cái thân này, thân cây ngành ngạnh này khá là cứng. Em Lâm lên trên cái ngọn cây ngành ngạnh rồi. Trên đó thì có cả giả hạc rừng này, đang lấy nguyên bản đó. Và lát nữa thì sẽ tiếp cận cây chồn ở trên cao hơn. Và khúc giả hạc này đã hạ cánh an toàn rồi cả nhà. Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy giả hạc rừng tại núi rừng đây. Ngày xưa thì giả hạc rất là sốt và người ta săn rất là nhiều, cho nên là cái số lượng ngoài tự nhiên nó đã cạn kiệt đi rất là nhiều rồi. Lâu lắm mới thấy một cái con kiến giả hạc ngoài rừng, hàng nguyên bản luôn. Quá đẹp luôn cả nhà này, nhìn thích lắm. Đây là một dòng lan rất là đẹp và hoa cực kỳ thơm, được rất là nhiều các anh chị ưa chuộng. Và chắc chắn là một cái miếng này nó phải giá trị hơn là một cái Phú Thọ HO bây giờ luôn đấy cả nhà. Bây giờ thì chỉ có những người đam mê quay lại với đam mê thôi, không còn thời điểm làm kinh tế nữa. Giờ chơi vì đam mê thôi. Và em vẫn cứ những cái bước chân đam mê như vậy giữa núi rừng Gia Lai. Chồn này cả nhà ơi, hoa dài lắm. Trên này có một cây giáng hương tam bảo sắc lá xếp này, cũng cực kỳ đẹp. Bây giờ sẽ lấy nguyên bản, cành này nhỏ lấy nguyên bản được. Những cây đuôi chồn và giáng hương đã được lấy nguyên bản rất là đẹp luôn cả nhà. Chồn rừng này hoa không những đẹp mà cần hoa rất là dài. Đây miên man luôn. Cần hoa này dài cỡ khoảng gần 40cm.
lá nhìn không khác gì đai châu, lá rất là to. Kể cả cây giáng hương này cũng vậy, lá to mà xếp rất là đẹp. Đó. Ngoài ra thì có khúc này vừa được mang ra, cũng có hai cây chồm. Tí nữa thì lúc đi về sẽ cắt ngắn và lấy dây thun buộc vào. Giờ là chặt cây thuốc đây cả nhà. Đây là cây huyết rồng để nấu nước uống. Ăn sẽ rất là ngon, cơm. Nấm mối, một loại nấm rất là ngon. Em nhặt được một ít thôi. Và qua bên này thì anh em lấy được một kiến giả hạc này. Giả hạc phi điệp rừng, nguyên bản. Và ở trên cây vẫn đang tiếp tục lấy những con kiến giả hạc xuống. Và sẽ có một cái cây giả hạc to, lát nữa sẽ được mang xuống đây cả nhà. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy giả hạc ở rừng. Kiến này có vẻ đẹp nhỉ? Đẹp đấy. Lấy được kiến giả hạc phi điệp rừng này thì rất là kỳ công ấy. Nhất là nguyên bản, bởi vì cái vỏ của cây ngành ngạnh này nó rất là mỏng. Đây là tách thân cả nhà. Được hai kiến rồi. Với kiến hồi nãy để ở xe nữa. Còn bây giờ thì đợi em Lâm này đang lấy cây to. Lấy nguyên bản thì nó mới gọi là đẹp. Đó. Trời có vẻ âm u rồi, muốn mưa rồi. Cây giả hạc rừng nguyên bản đẹp chưa cả nhà này. Dài khoảng 5-60 phân. Bữa nay những cây này ở rừng kiếm là khó lắm này. Đấy. Mà cây này tốt, vẫn chưa thắt ngọn. Vẫn còn đi ngọn tốt. Lá thân rất là tốt. Và lá to. Đây, được tách thân rất là cẩn thận, bài bản cả nhà ạ. Giả hạc vùng rừng núi Ialy. Đó, mất một lúc luôn. Lấy được mảng giạc rừng nguyên bản đây. Cây này rất là đẹp luôn, mọc thẳng đứng ở trên cây như thế này này, cả nhà này. Lá mít rất là đẹp. Ôi. Lá xanh bóng luôn. Đẹp chưa? Đây, nguyên vàng vỏ cây này. Cực kỳ đẹp. Vẫn không kéo lên nổi. Cái gốc hương này còn chắc chắn lắm. Phải đào thêm thôi. Ba cái máy tời bằng cơm này kéo không lên nổi rồi. Một cái bụi kiếm rất là to này. Anh em vừa lấy xuống nguyên bản. Nhưng mà kiến thì rất là nhiều. Kiến cây này nó bò rất là nhiều luôn. Cho nên là cứ tạm thời để đây đã. Tí cho nó vơi vơi bớt kiến đi thì cầm về. Cái này to lắm. Cái này chỉ để chơi ở nhà thôi cả nhà. Đấy, bốn cái máy tời chạy bằng cơm này. Đang kéo cái khúc gỗ hương. Vẫn không được. Đào sâu này mà vẫn rất là chặt này.
Thêm một cây giả hạc rừng nữa, hàng nguyên bản luôn này, đã được lấy xuống từ một cây ngành ngạnh rất là cao. Và kế bên đây là cặp chồn khủng, anh Ba đang lấy dây cao su buộc cố định cái rễ nó chắc chắn, bởi vì đi rừng tí mang vác sợ nó lỏng lẻo cái bộ rễ nó bung ra ấy, thì rất là tiếc, bởi vì đã cố gắng lấy nguyên bản rồi, cố gắng lấy nguyên bản để nhìn cho nó đẹp. Khúc miếng này thì được hai cây luôn, hai cây nguyên bản luôn, chồn đang có chùm hoa vừa rồi này, nó đứt bớt rồi này chứ không, nó dài lắm, quá đẹp luôn. Những cây giả hạc rừng, phi điệp rừng nguyên bản này cả nhà này, có một bụi rất là tiếc khi rơi xuống đất tiếp đất thì bị gãy, đành phải cắt bỏ, nhưng mà nó vẫn còn một thân nữa. Đó, hàng này giờ kiếm rất là hiếm. Hôm nay đi cũng đông anh em, nhưng mà thành quả thì không được nhiều lắm. Hôm nay là thất bại rồi, lan rừng mà trèo biết bao nhiêu cây nhưng mà cũng không như ý muốn. Giờ là lúc mà mấy anh em chuẩn bị xuất phát về nhà. Từ đây về nhà khoảng 40 cây nữa cả nhà, tới nhà. Hôm nay có chồn kiều giả hạc phi điệp rừng á. Đó, như vậy là rất là vui rồi. Đó. Video ngày hôm nay thì em xin kết thúc tại đây. Hẹn cả nhà trong những cái video hành trình mới của em ở trên kênh nhá. Xin chào.